Em nhớ trong danh vọng. Thì vậy mình check đúng cái nick còn ít danh vọng của mình. Mình check nick khác. Đấy đấy, thế để em mở tài khoản em nhá. Tài khoản em danh vọng cao hơn đấy này mà. Đây, có cái tài khoản 9 triệu danh vọng đây rồi. Hôm nay em mở nhầm cái tài khoản cùi hơn. Bảo sao quái lạ, sao nó còn ít tướng hơn mình. Đây, Hody đây, Hody nó là 1.650.000 danh vọng. Xa xôi quá nhỉ. Lúc đấy thì mình lên mẹ con Ray, con Kakia Zura mất rồi. Không, sự thật thật không có, nếu mà anh đi tầm 10 map. 10 map mà lực mình có hạn, 10 map thì được không nhỉ? Không, tất nhiên là không đủ thể lực rồi, 10 map phải ít hơn được 1.000 thể lực đấy. Tại chính không ăn thua. Đấy là cắn răng chờ ngày mai lên Sura. Ê, mọi người phải hết. Cái trái quỷ này có dùng cho con nào được không nhỉ? Anh thì ta chọn A. Nó phải mở ô mà, nó phải mở ô, chuyển đến chỗ đấy. Em thấy vũ khí tràn lan quanh ấy. Đang lười chơi vứt đấy. Hay vứt mẹ con A đi. Thực ra em không muốn chơi A, em chỉ lấy nó chỉ vì cái nội tại giảm độ của nó. Chứ đam của nó cao đến mức em được. Xem qua cái con ảnh hồn con nào dùng được không? Ảnh hồn mình đang tử hồn mình đang nhiều. Nó cũng không nhiều lắm. Tôi nhìn sơ sơ qua cái tướng này cứ lẩm lẩm thế nào ấy nhỉ. Chúng mình vẫn cần đến con khống chế. Nếu mà khống chế rồi vào nhây nhây cửa kia thì hơi khoai. Cái này không học theo chiến lược được, bởi vì người ta tranh tiền. Chiến lược không tác dụng với sức mạnh của đồng tiền à. Cứ thử thêm phát nữa đấy. Lần sau nó choáng tiền nhỉ. Hay để con Ken bảo kê cho con A nhây nhây ở trên. Con A không sống còn thứ hai đâu. Trong còn hết nó không sống rồi. À tắt rồi. Phản đòn. Mình không có bơm nhỉ? Máu, mình hiện tại mình chưa có bơm máu, mình hơi khó. Cậu em bơm máu rồi đấy. Không, mình chưa có con nào bơm máu thôi mà. À, bơm máu tập đội hả? Ừ, tướng bơm máu. Kiếm nó chấp hờ đi. Các bạn lên chấp hờ thì nếu lên con khác. Đang phải tiết kiệm. Phải chết main kìa. Vãi chưởng. Con chóa này thường không gây đam nhỉ. Thật em có đam, em nghe nói nãy giờ em mong chờ Sura chứ. Hiện tại cái biểu tiết của nó làm em thất vọng lắm. Tất nhiên rồi, tướng chỉ mạnh khi lên Sura thôi mà. Còn khi thế là dạng thì con thường nào thì cũng mạnh khi lên Sura hết. Còn là không mạnh khi lên Sura. Nhưng mà khi lên Sura sự khác biệt nó rất là lớn. Không, ý là thế thì khi anh nói thì con nào lên Sura cũng mạnh hết đấy. Không, con số con nó không mạnh đâu. Còn là, thế như anh nói thì con lo lên Sura nó cũng mạnh. Em nghĩ anh có thể cho con lo vào. Con lo định cho vào mà. Anh định à? Cho lo vào cải thiện vì con kia dù không có hồi sinh ấy. Mày lấy vậy anh cho vào lấy hồi sinh thôi. Con lo có khả năng thế mất thì anh ở xong em sẽ kiếm con lo cho anh. Con lo thì phải kiếm bằng danh vọng 1.700.000 danh vọng. 1.700.000. Tại vì con lo ấy, con lo nó có khả năng bất tử một chút đi. Mình đang server mới ra. 1.200.000 nhỉ? 1.200.000 chứ. Ừ, 1.200.000. Mình server mới ra cho con lo vào nó nhây nhây tí cũng được. Nó không tốn mấy. Em nghĩ là em sẽ kiếm hộ anh con lo với Marco lúc anh cũng. Nhưng mà em sẽ cần thể lực, rất rất nhiều thể lực. Em còn ngàn thể lực còn gì nữa. Ngàn thể lực là cụ. Mẹ con này để muốn em kiếm được bằng Marco với lo thì cũng dễ thôi. Mẹ lại nhưng mà em sẽ cần trên ngàn thể lực đấy. Cho bút lên đầu đi. Chắc lại miễn dịch tiếp rồi. Biết ngay lại miễn dịch tiếp rồi. Tất nhiên là miễn dịch rồi, anh thì con bot là không miễn dịch cơ. Mấy con đầu tiên nó có miễn dịch đâu. Về sau đầu nó miễn dịch dần.
Cái con bot to to cái này cơ mà. Quan trọng gì là quan trọng Ken tỏa sáng thôi. Ken sắp chết Thì mẹ rồi. mấy con như Mumu, Abu, Abu thì nói chi? Từ con nước từ Nó kể còn cả cả con này nó Moria là cả trầm con mặc với nào mà ghét đó. đấy. Nó có phải vách sắt với Có trầm mà mặc. Ghét phái trưởng đấy. nó chịu. Thua à? Đừng thua, cố lên, nó còn À đốt không, cháy giống à, sao như con này lắm hiệu ứng vãi chưởng nữa. Thôi, vách chết sắt mất mà. rồi, giời ơi, Không. mẹ bán nó chứ. Gần được rồi, úi giời ơi, cay vãi. Cố lên, đánh kiên trì thôi, tập này đánh kiên trì cầu may thôi. Đấy, ấn spam nhiều đi. Để xem cũng chỉ như thế. Tập tập thua. Tập pam để thắng nhiều thì còn nói rồi. Tập 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 thua. Tập pam này có thua có tốn tiền được không anh? Có đấy, có trừ đi chút đấy. Nó không không nó, Có. nó Nó trừ cái máu, không tốn. trừ máu thôi. Thể lực vẫn Ừ giữ nhưng mà nguyên, đây thực cái sinh spam thôi. lực. Mẹ bà nó chứ. Em thấy không có hy vọng. Lại bốp Em đấy nghĩ nhỉ. là cái khoảng cách mà con Kizaru nó nổ được cái đấy là cái khoảng cách quá đủ. Đúng rồi. Anh nghĩ là anh cần cho con mẹ nó sống thêm một tí nữa. Thật là gian nan thế. Anh thích cái con bên sống thêm một tí đấy. Nhận thêm chút quà đi. Anh còn được cốt chưa xài mà, thả cốt đi. Đây là dò hết cái này một vòng đã, xong rồi sau lấy cốt tiếp vào. Có chuyện Luffy được 50 hoạt động đấy. Người này mất nhiều vàng hơn. Này để cho sang phản hồi. Thì đường dò thấy có gì sót không? Này mỗi vàng không à. Cái này nhận chưa? Ô cái này cái gì đấy? À quên mẹ, lại không nâng cấp trận hình lấy cái ma khí này, quên mẹ nó mất. Cái này mình có mà khí à, mình đâng được mà. Mình cấp rank cao mà quên mẹ không nhận. Mất 15.000 vàng rồi. Quan trọng là cái 15.000 vàng ấy kìa. Quên. Mình tưởng vợ mình nhớ. Cái này thôi anh Cái gì đấy? ngu. Cái này thôi anh Mình tưởng vợ cái nhớ thất chứ. vọng. À Không không. lẽ em còn nhớ mà. Không sao mất tí ma khí, vội gì đâu. Vấn đề là em còn nhớ mà. Thì vấn đề là lúc em ngủ anh nhận hay không. Thì anh toàn kêu anh làm hết rồi. Quay xem nó hiện ra cái con nào cần chưa nào. Lúc đầu ấy đã kêu là có mấy cái đào mà nó tới hạn anh coi hết đi. Chúng ta trả vòng cùng nhau xem rồi gì nữa. Nhưng mà mấy pha em ngủ thì em xong anh lại kêu là anh chết chưa, kêu là anh coi hết rồi. Đâu sao hụt một cái mất cái ma khí thôi mà. Là nào chẳng mua mấy túi. Không, cái đấy là 15.000 vàng, quan trọng đến ma khí. Cái Ma ma khí khí đấy quan trọng ngon chứ, đến, cái quan ma trọng khí nó 15.000 ngon phết đấy. vàng. Kệ nó, quan trọng 15.000 vàng. Nếu mà có 118, 15.000 117. vào nó hơi bị tiện đấy, được 3 lần. Được 3 lần Haki là 100 lần đấy. Mình sắp lên 120 rồi mà đéo có nên cố được cái bát nào không nhỉ? Búp thêm tí đam vật công thì ảnh hưởng không nhỉ? Qua mở server có cái gì chưa xài thì xài nốt đi. Nhận hết rồi. Rồi lấy cốt đi. Anh ấy là anh nó kiểm tra từ 3 đến 5 anh kiểm tra 1 2. Cái gì? Đấy là anh kiểm tra từ trang 3 đến trang 5 chứ anh lại kiểm tra từ trang 1 đến trang 2. Trang 1, trang 2 nhận rồi đấy, anh nhận lần lượt mà. Trời ơi. Thế anh là anh kiểm tra từ trang 3 đến trang 5 thôi. Anh chỉ kiểm tra trang 1, trang Tại vì 2. anh nãy anh dò từ Xài trang 1, nốt trang đi. 2 nó lưu luôn, anh đang ở trang 3 nãy thì chả đi tiếp. Anh dò từ từ nhận, anh nhận lực từ đầu mà. Còn đây là check cái con nó mở được chưa. Thôi nhập cốt thôi. Rồi em không có thể hoạt động em thái không? Em còn rất nhiều bên trong mà lo gì. Dấu đỏ thứ gì. Vàng. Đấy bạn, được bao, rất nhiều là bao nhiêu? Rất nhiều, Được khoảng 1 tầm tháng 1.000 lực gì? mà. Em Được còn 1 tầm 1.000 nghìn lực không mà. được. Được 1 nghìn lực thôi. Thế thì chả đủ đâu. 1.000 lực là nhiều rồi còn gì nữa. Thì được là có nhiều. Thì được đi được 8 mát vào cùng. Cái này không dùng được mấy nhỉ. Nhìn lực em thì cũng được 8 mát thôi. Chứ chẳng được bao nhiêu. Cốt 20 đấy Sao ăn mà không rồi được nhỉ, có chìa mấy khóa đấy cung điện mình nhiều. ăn rồi. Cốt 40 là cái gì đây?
toàn công nghệ. Nói trước là đấy, 1.300 em yêu tư tức một ngày. Cứ yên tâm. Em không cần đến được. Không cần đến được tiếng không? Đi một cái hoàn thành nhanh, mỗi map một cái, mỗi map ở trên thì 30 rồi. Có cái 6, có cái 5, cái 6, cái 5. Thì đã nhân 3 lên 60, nhân 8. 5 map. 170 lực rồi. 5 đến 7 map rồi. 7 map quá lắm. À, chưa đủ lần chuyển sinh này. Này chuyển sinh 15 lần. Mình đang 14 lần. Mình lên thêm một cấp nữa nhỉ. Thúi quặng, hy vọng lên thêm thì tí. này tự thả phong phí hay chẳng muốn chơi Thì thay sao thay đổi cho anh để bình tĩnh chứ. không thì đúng không đâu sai đâu nào. Chín 121 94 còn nó tiêu kiểm tra còn ok tiêu ghi nhớ nhớ mất thêm ma khí rồi mà mất tí vàng nhưng mà lo gì thì giàu rồi. 15.000 vàng đã có ít. Phải đi tẩy đồ đi tí nữa. Mà vàng còn gì nữa nhỉ? Thế giờ mình tăng chỉ số đây. Không ra cái tuyệt chiêu. Nãy mình ăn cốt level 80 còn cốt level 100. À không, mình ăn nhiều quá chứ nhận nước. À thời cơ tăng chỉ số tới rồi này. Qua 12 giờ đêm rồi này. Còn 12 giờ đêm rồi thì ao ra game sẽ bắn thôi. Bình tĩnh. Bình tĩnh à, ấy cố nốt đi, lấy nốt khoảnh khắc đó. Qua nốt đi. Đi phạm. Thấy khoảnh khắc của vợ lên là Sura, mọi người thấy đó, nó hợp lý. Em thích cự lên em không cần anh ơi. Kỳ thị mình sao không dòng tuyệt chiêu về đi nhìn đi rồi.
Thế thì phát nữa xem được chưa? Cái vách sắt khó chịu phải chưởng. Cố nộ thêm lần nữa mới được. Sợ nộ đúng lúc nó vách sắt thôi. Mẹ đậu phộng ấy chứ. À nó vẫn còn hy vọng. Win rồi, win rồi. Đậu phộng nó win rồi. Lễ bao mình sơi bao nhiêu nhỉ? Lễ bao mình nhân sơi đây là 150 thêm 25k. Ủa? Mất kết nối vậy? Vừa vào à? Alo? Nó đi xếp ngày. Đi xếp ngày mà sao lại mất nhỉ? Ta biết, em không có. Phải đăng nhập lại. Đăng nhập. Đến cái lễ bao này. À, đầy mất túi đồ. Thế quà ngày lên chút cấp nữa. Ngày đây còn chưa hiện à? Hay mắt anh kém không thấy nhỉ? Chắc là 10 giờ mới hiện. Còn cái gì? Cái quà hàng ngày ấy. Cái quà mà có bình kinh nghiệm ấy. Mình có cóc thấy nhìn đâu rồi. Nhớ như quà hàng ngày hả? Ừ. Thôi. Quà nạp thẻ. Quà thẻ thế nào? Cạnh hoạt động lên hết. Và ở cạnh mở thơ vờ. Không phải cái đấy. Nó màu khác. Thế thì okay, ngày mai nó hiện ra mà. Thế thì ao cái ra một bạn lần nữa. Cái đấy cũng không quan trọng lắm. Mình cần cái thứ chính là con pet bậc 1. Cái đấy quan trọng nha, con mình kinh nghiệm nha. Mình cần sức mạnh đi mà. Con mình kinh nghiệm. Mình chia làm 2 ngày để chia cái quà đấy. Ừ. Có thể 10 giờ mới nhận chắc. Thì mình thử lấy nốt đi. Để đi nốt tí nữa nó đơ, bao giờ nó đơ thì đăng nhập lại. Bởi vì hôm nay không nhận thì ngày mai nhận. Mai phải nạp lại. Không đen đến mức đấy đâu. Anh ghi bó vật anh không cướp ra thì ai biết được. Đen lắm thì hy sinh thêm 20.000. Không có ai đen đến mức. Cũng chẳng có ai đen đến mức đi tập 200 lần về rất là bao mảnh thật cụ. Nó đen cái này sẽ đỏ cái khác. Đời không ai đen mãi được. Có anh. Vậy đâu, ý như anh kiếm được vợ này. Kiếm được vợ. À anh không có đồng đầu vàng à? Lấy đào thấy. Lấy đào chẳng ra được đào mỗi cái báu cùi cùi thôi. Báu cấp 130 đã đeo được đâu. Đâu cái gì? Nó ra cái đâu, báu cái này. Gì? Đâu? Hả? Túi này này. Đâu. Chỗ nào thì không biết. Đây này. 130 này. Ôi ghê vậy, mở đúng luôn hả? Nhưng mà ghê gì đâu, cái đấy về sau không có dùng đâu. Từ lúc đấy chắc mình có báo xịn hơn rồi. Đi vực sâu rồi sao kiếm vực sâu không chứ. Không ý, nhưng mà vấn đề là mở được cái đánh con.
các món đầu vào đây có cái gì em coi thử đi. Cái đấy không ngon đâu, tại vì cái đấy chỉ là một món mà mình cần 6 món cơ mà. Mình không đủ 6 Ok, món mình chả kích được. ý là con đầu vàng này có cái gì hả? Đào vàng ấy chỉ có linh Em tinh, chủ có một yếu cái đầu ngon là vàng. ngon mấy cái set ở trên này, nhưng mà tận cấp 160 này. Đây mấy cái vòng vòng ở trên này, còn mấy cái dưới bình thường. Nói chung lấy con pet Em là dùng được hả? Em luôn. một cái Lấy được cái đôi pet này là dùng được luôn. cái tứ. Em một cái cưỡi. Con này cái gì? Mà vàng thì có hạn, không 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 đủ nữa được. Anh đổi chủ cưỡi đúng không? Em không thích nhìn con người máy. Chắc là em không thích về cái phim. Kiểu robot nó kiểu đó nhé, nhìn cái mechanic của nó nhìn lạ lạ lắm. Thì cho cưỡi chim nhé. Anh vừa không cưỡi còn gì hết thì phải. Địch Anh vừa mà tự thả. nó đơ rồi. Chỉ từ lát rồi đấy. Đéo gì chơi cái tí rồi đã lát rồi. Vừa đăng nhập lại game xong. Anh chơi mình chơi sự kiện kinh nghiệm đi, chơi sự kinh nghiệm đi. Ở địch máy lại hiện. Vừa đăng nhập lại game. Chơi cái kinh nghiệm cho em vui tí đi. Là sao? Em thích cái chơi cái kinh nghiệm. Cái lật bài gì, Không, kinh nghiệm cơ. cái Cái lật vòng quay bài, ấy. cái lật 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 cái vòng quay kinh nghiệm gì còn lượt thêm vòng quay 4 giờ mới có thêm mà. Thế hả? Ừ mẹ đó chứ à, e à vãi trưởng. S-O-N. Tô hòa được hay vậy? Không chết thì thôi. Không sao, phát này Chắc nguy. còn 1v1 đấy. Có địch Em nghĩ mà. là còn Ken, pha đấy còn Ken 1v1. Thì cái vách sắt ngoài nó đéo chết đấy. Coi thử đi. Nào, để về đánh trúng ba con, điều chỉnh chỗ Ý là chỗ con cái, vị trí ý điều là phải chỉnh. con cái ván hòa nãy Ván hòa nãy qua rồi không qua lại được. được mà anh đổ lại. Anh đổ lại ý hiện được được. Nếu không hòa sao? Kệ nó chứ. Nguy rồi. Thì sắp có sắp hình như có đến tập này như có bu ghét rồi sao nhỉ? Hội đáng bu ghét. À chưa có. Chắc đi lên tí nữa. Anh đã gặp cô ghét đâu mà anh đánh cô ghét. Để chắc nhớ nhầm. Nhưng 120 gì? Anh ao kia ra một loại con thử kia. Có cái đấy không? Đây đây Có phải quả để quả yêu mỗi đánh ngày ngày, cơ. còn đạt mỗi ngày kìa. Nghe Còn đạt mỗi thấy ngày kìa. không? Có địch vậy. Rồi nó có luôn. Đờ mờ đó. Nếu em tiên đoán chuẩn mà. À như mình hình À như 12 giờ 10 cái kìa. địch mạnh đó. 12 Ui. giờ 10. Mẹ mình hơi sớm à. Thôi không sao, hy sinh thêm tí đi. Toàn anh toàn nhanh chóng. Không sao, Em mình đang giàu mà. Nhầm, sự cố thôi. hầu với có một chuyện giàu thì người ta cũng phải trách nhiệm. Anh sẽ Là bù chuyện đắp kia cho hợp lý vợ. hả? Anh sẽ bù đắp lại 20.000 cho vợ. Em không cần vô đó. Em không cần. Nó chỉ là một Em tai không nạn cần nhỏ thôi. vô đó. Em tao dỗi rồi. Đừng dỗi. Nhiều khi em mới dỗi đó. Vợ dỗi thì anh Em ở với chỉ dỗi ai? khi mà thấy tiêu xài hoặc thì xài cái thì góc nó đi. Ủa mà anh không tăng happy rồi à? Có tăng happy chưa? Đang làm gì em? Đang để dành để lên Sura cho ngầu mà. Mình đang chấp nhận chơi rất là Ừ thì cái nghèo này ấy chẳng này. phải nâng lên vào 24. Đúng không? Cái này chẳng phải nâng lên vào 24. À nâng 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 kia du á, kia du thì cần nâng được. Hình như kia du cả con Haki sao ấy. Ừ thì nâng đi. Đúng xem lại có đúng không nhỉ? Kia du con Haki không? Ừ kia rồi từ Haki đúng rồi. Ý là đó Sura thì anh chỉ cần nâng lên vào 24 thôi. Kiểu thì chẳng 27 nữa hả? Thì cái nâng được bao nhiêu thì nâng thôi, còn đấy là Còn con để chắc chắn kiếm mình chứ. thua rồi. Để từ từ đi, mẹ nâng vào nhưng mày thiếu nhục lắm. Ủa sao của anh lại ít tha thi đấy nhỉ? Có phải là anh chưa xài về cái đấy không? Đã dùng đâu Bị gì, ải cho hắn khi mà em nhớ là thế mà nên là chắc cho là có do một anh kia trăm đấy. haki đến mấy, cho có 100 haki mà.
bạn kia mới còn lên tiếp không nhỉ? 118 ngang nhau rồi này. Như đánh xong map này có bu ghét hay sao ấy, nhớ mong mang máng là thế. Anh nhận là gì không? Ra gì? Anh có đủ hải hồn không? Hay hôn sao? Chắc hải hồn không? Để đánh đốt phát này nè. Có lên tí nào? Nếu có hải hồn của anh. Có, chắc là có mà không, sợ không đủ lên thôi. Tại mình cần lên mấy cung Chắc mà. nó không đủ lên được cái sân tiêu cả tin rồi, nhưng mà ý là đỡ À, hơn vẫn không. thế, vẫn thế. Chưa chưa lên À, chẳng chẳng tin thay đổi đâu, anh có một tích lũy gì. Đang bảo cố thủ thôi nhịn thôi vàng thôi để chờ phản để hồi dành mà. đi. Phản hồi thì anh không nhịn đâu. Nhưng Ừ mà đang chưa có phản hồi mới phải nhịn chứ. Chứ ra phản hồi rồi thì mình book ngay. Nãy bảo lật cái này cái gì? Cái này nãy chưa lật anh đang này. nói phản hồi nào. Cái phản hồi ngày 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 kia ấy, ngày mai ấy, bây giờ sang này gọi là ngày Một mai ấy. siêu lớn nhỉ. Ừ. Ok, đặt bài đi. Đặt đi. Để auto đang kích auto click thì ấn này vào một tay thường mà chết, ấn 100 lần nó Không, chết, ấn đăng. Cho nó chọn đăng. Ok. ấn vậy thôi sức có hạn. Đăng đăng không? Tại vì nó có đăng đăng quá nên tùy nó ngon đi nhé. Nhưng mà mình biết ở đâu đâu thì chả ấn bừa một Có cả có chỗ. thanh vọng đấy. Đó, thì ý là không thể ấn một cái. Nhìn hết cái đấy coi nhìn cả thì không. Tích sang cái khác thì cũng thế. Này. Vì sao mình thấy cảm giác rank Đấy random đường cũng là thế, mất thời gian cái chờ. giữa đi. Đấy đúng rồi, em thích để cái giữa, em thích để cái giữa. Đã để Cái random giữa đường nó ngẫu nhiên chịu nhiều chịu cái đấy, đã để random đường ngẫu nhiên 5 lá đấy. Nó dính cái hơn. lá Thế nào sao thì nó chạy. mất một cái này vậy? Chắc là cái ở giữa vô tình nó nhanh hơn rồi. Anh kích cả 5 lá. Em chắc nó đang đập không? Em không nghĩ mà. Thế anh kích vào cả 5 ô ấy. Em Nhưng mà không hình nghĩ như nó đang làm nào. đang tập trung quá nhiều vào cái ở giữa. Em không nghĩ nó tập trung quá nhiều đâu, thì em nghĩ nó ở giữa luôn rồi. Nhưng mà cái thao tác của anh là thao tác của 5 chỗ ấy. Nhưng mà hình như đang dính mỗi cái ở giữa, có thể mấy cái bị lắc lác từ lúc nó mở bài lên ấy, thì vô tình thời gian trúng vào cái giữa luôn ấy. Vì thời gian ngắn mà. Và ví dụ như cái kia nó kiểu đang chuẩn bị lật lên Kệ, thì thôi kệ đi. quan Thôi trọng là kệ. không lật cho hết Ê, lần thôi. Nó đang hồi được ít lực đấy. Tốc độ lật cái này chậm. Cuối cùng hết.
có đi tối haki chưa, dùng thì dùng cái này thêm ít haki. Anh có tận mình cái bao lâu được cái chìa khóa kìa, chìa khóa kho kìa. Đấy, anh chưa đếm, anh chưa có dùng sớm. Cái này xài chìa khóa kho. Chìa khóa kho thì cũng phải đếm đã chứ. Đếm trên tổng. Ủa? Anh có trái hố đen lúc nào đấy? Mở nãy giờ ra, ủa cái gì, xem nãy giờ chả nhìn rồi. Người ta mở ra từ nãy rồi. Thì lúc mình bảo có túi trá quỷ ấy, mình bảo mình mở. Lúc nào đấy? Lúc đấy vợ có xem mà. Không để ý đâu. À. Mấy món vật là... Phải hố đen hiếm không? Không hiếm lắm, nhưng mà dùng đầu game thì kiểu địch còn ít máu tựa nó nổ chết luôn ấy. Nếu mình thử địch nhanh hơn ấy. Anh có báo nó khẩu súng kia đi. Khẩu súng thì nó dã đấy, quả thân mật. Quả thân mật nó tận cấp 100 hay 200 mới là mắc cơ. Thế nhưng là cấp mình chưa đủ đến mức đấy, mình cứ chuẩn bị sẵn rồi. Sơ sơ chỗ này ở đây là có 500 lực này, đây 100 lực, 600 lực nhá. Và trên được chỗ này nữa là đây là 600 lực nữa là 1.200 nhá. Nên đây chỗ này ngày mai nữa là đây nó khoảng tầm thêm khoảng tầm 600, 650. Nên vợ mình có gần 2.000 lực nhưng mà lo gì. Dáng đi nốt map này xong rồi đi hoàn thành cái độ tích cực, cái quan tật cái thứ thôi. Cái đấu trường thứ xong rồi vợ mình cày tiếp. Đấy, phải khoảng tầm 1-2 giờ đi ngủ ấy. Mà đi làm. Nhưng mình nghĩ mình mạnh hơn khá nhiều đấy, mình ăn thêm con bét. Quan tật chắc là mình chơi nhẹ nhẹ thôi, tại vì nếu mình đua hết mình tốn vàng và ra khơi nấu ăn nhiều lắm. Mình khoảng tầm mức vừa vừa thôi. Để đua chắc không lại người ta đâu. Nhập thêm cái cốt này. Con đánh tất cả mục tiêu ở phía sau, kia dùng dưới trước đi. Ken thì quăng choáng ở trên, main hứng cùng. Còn main đang đốt cháy ấy để main ở giữa. Ken đánh con này. Cái cốt cấp 110 có team magma này, phải đủ để mở ô cho Kizaru cái ô số 3 rồi.
đồ main đồ đồ của A với búp mình vẫn yếu quá, đang dồn cho ba con kia, chắc dồn cho mức Ken với kia du. Ai đúng thế. Tại là nếu mà dồn hết thì có thể sau lên Sura đéo có gì nâng được, không dồn Thực nữa chắc ra mất. em thấy là vi phạm. Như thế thì nếu mà như từ đầu thì cắt thì mình làm luôn đây. Cắt thì mình làm luôn cái Cái gì 175k vào từ đầu luôn rồi đó. đấy là một chút sự cố nhỏ, có 10.000 thôi mà. Đấy còn sự cố nhỏ đấy không tự không nghĩ chứ gì là Thì nhanh ở hơn mất đấy vài khoảng khắc từ thôi. thôi Đây mà chắc còn là cả win đấy, đây chắc là win. khác bao nhiêu mấy Mẹ nó chó liên tục, mẹ con này. À, nó tự hủy nó, có thể nó tự thua hủy chết không nhỉ? À, hiểu hiểu lý do thua rồi, giết cái phần này trước, giết phần này trước. Không ngờ như thế. em Mạnh lắm. Nó quay mẹ kia rồi giết trên rồi. ở dưới thì là bị quá Ây sợ không tanh được nhỉ. ai không được cổ có phát đâu. Kia lại nộ nhiều quá. Anh phải xem trên báo đi. Giảm độ nhiều khi ra du quá. Em lại phải xem chứ anh cứ bật trình xem. Em có biết được. Trông thế là mê mình vẫn giấy vãi nhỉ. Mỗi khi Azu ở châu. Thế cái con hoa tiêu chết tiệt. Con tiêu được thoáng con kẹt cả này nữa. Chỉ bán chết rồi. Chết làm sao được. Bán chết chắc rồi, chỉ bán mấy cái chắc rồi, bị chó liên tục cả hai con. Quá. Và đấy vậy Này đéo lộ sáu được, chuyện. để vậy không lộ được. Sáu chuyện. Anh giết con ở trên trước ạ. Anh muốn giết con ở trên trước nhưng mà tuy nhiên hiện tại là đang không thể lộ được. Không, ý là bây giờ Anh chưa đủ là con chuyển sinh. kẹt với con nó kia dù ở trên trước đi. Con kẹt con kia dù ở trên trước đi. Rồi con kia dù lên. Để giống lúc nãy. Không có thử đi. Cái né 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 tránh Nếu con không phải ở đâu. cái né tránh Ê, cái đi có thể lửa. Ôi, quá cả trận đỏ. Giảm Chỉ độ là nhiều độ quá, chậm đấy nhỉ. một phần do nó giảm độ nhiều đấy. Thôi nhưng mà nãy giờ có chỉ là có đi giảm độ thôi. Mình đang không có búp nhiều, không có tri thức cái thứ thì nó sẽ độ chậm tí, hoàn cảnh nó chỉ có vậy. Tầm đau quá thì đánh choáng. Thế thì cần phải tắt độ Kitaru lên. Nó đánh có tất cả mục tiêu ấy, mình không thể cho búp sống được. Hơi dở rồi đấy. À, thế thì Không, để tổn kim cái rồi chân thành đấy, tổn chân thành đi. đa phần những con mình thua là những con đánh tất cả mục tiêu ấy, mình không bắt được nó hết ấy, thì nó sẽ thua. Tổn chân thành. Tổn chân thành. Mình đến tận Tổn cấp chân thành 119 rồi. Ai cứ tổn tưỡi à? Đổ ra nhỉ? À, sao chưa chưa nhận à?
Hôm nay anh kêu rồi thì em thấy em thấy anh đỡ xong anh trang bị con đi hết. Okay. Lỗi hình như sao nhỉ? Trong này đang hiện là con đỡ ra trang bị lại. Ok. Ngu ấy thì sao hiện con này. Tức là mình đang để con này, đang cưỡi này. Gỡ bỏ con chất nhỉ? Mẹ lát vãi trưởng ra. Đấy. Thì nó chất sang hơn hẳn. Anh đổi trận hình đi, đổi có trận hình nào khác không? Cho em coi trận hình đi. Bởi vì con này đứng ở chỗ này này, mình không còn là bắt phía sau ấy. Giờ giờ chỗ này này. Thì coi cái con đấy là cả mục tiêu ấy. Đứng sau một con. Mà hiện tại mình mỗi kem bắt con đằng trước. Nó bị khó chỗ đấy. Bút Anh để có yêu thể quá. đổi con men, con Ken ở trên, à không từ từ, con Ken ở dưới, xong rồi con đi giao du với con men ở giữa được không? Ừ đấy, Thằng ừ, thằng thằng thế A đúng mình rồi như đúng rồi. giấy vãi chưởng ấy, thằng A mình trâu trâu tí thì không sao, nó giấy quá. Con đi chẳng phải được yêu. Cái gì? Thái độ. Thì bán hết được 50 độ ha. Ủa? Đi tập kích. Đấy. Tập kích. Nó chặn đòn, may mà nó có vết sắt nữa. Quả hố đen nó giết cũng nhanh hơn đấy, nếu không còn nhục nữa. Nếu mà nộ được trước khi con hoa tiêu nộ thì sẽ win này, nhưng mà sợ nộ không không nổi thôi. Mẹ sẽ giảm nộ. Hoặc đá đá thường mẹ chặn đòn mới đau ấy. Thôi sẽ bỏ mẹ Hoa tiêu rồi. nó độ ở À, nó tự nổ vẫn có hy vọng nhỉ. trên mẹ chỉ là À, không, không không hy vọng được. ừ nếu mà ken 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 xài thật tiêu được thì Chắc không được, ừ không được, được bởi được vì con này được bị có choáng. cơ hội Nhưng mà đánh đánh nhiều lần chắc là win đấy, có hy vọng đấy. Mình cảm giác đánh nhiều lần thế này hy vọng được. Cần chút may mắn là chút mấy con kia kiểu né tránh tí là câu giờ tí là kia du nổ ấy, thì sẽ thắng được. Mình nên buff lên cái gì cho nó mạnh hơn không nhỉ? quá ta ba bận rồi thứ ba không được là ấy đi đổi cách nhé Mình xem còn cái gì không có thể thể được mình cách tăng được đi thêm không. đi ra tôi tăng cao một tí không Đang bây giờ lên tiếp nó hơi tốn. 54 cộng 46 là đủ không không nhỉ? ý là đọc cái khác ý là cái nghiên cứu kìa cái nghiên cứu kìa Cường tiếp cái nhẫn này mắc chưa nhỉ? Mắc rồi, à đây 119 nhận rồi. chưa. Vòng máu chẳng không cần thiết lắm nhỉ? Mình cần cái độ đam thôi. Các bạn ngày mai lấy được viên tuyệt chiêu Máu thì về. anh có thể cho máu của có không nếu mà anh nâng máu của Ken thì được anh nâng máu của Ken thì nếu mà Ken cho cái vách sắt cho con chỉ bằng nó thêm một tí thì con chỉ bằng nó trụ được thì con kia nó sẽ tự giết nó chứ được không? Mình tiếc nhất là cái viên máu mình chưa lấy được về. À cái viên viên tuyệt chiêu. Ngày mai có thì không nỡ nâng. Lại có tới đi, lại lại có tới đi. Cái trận đòn đều đều này là có hy vọng này. Nên nghe nhỉ. Mẹ nó mê hoặc con A. Đang cần con A giảm nộ địch một tí. Thế nhưng mà trận À này chỉ được né ấy. tránh đi. Trụ thêm một đòn. Sợ kia dù không giết được con rắn phía sau ấy nhỉ. Nếu còn hoa tiêu xài luôn thì tốt. Ấy, à, con này có thể khá hơn tí này. Không gọi nộ được Chết rồi không? kìa. Nếu con main sống được thì được. Con main phải sống thôi. Ở thì mới lại chặn đòn. Main phải sống được thì kia du mới nộ được, không nó giảm nộ thì kia du Cách cóc là ghê nộ. chứ. Nó bỏ mẹ rồi, phát này sợ lại không nộ được. Thôi hỏng rồi. Tại vì con kia nó chặn đó. Đánh vậy lại thua. Ủa, 32 ca máu kìa. Ok, ok vậy. Đây thì có cái thật ghê quá. Thật 32 ca máu lận. Xem con mê có kỹ năng gì khác đánh mà.
hơi cùn Thực ra cùn không, thì em gần nghĩ là có thể may mắn thì được đấy, may mắn thì được đấy, thì thế tiếp may mắn thì được. phải để con main lên con A đứng sau ấy, búp thì hơi yếu nhỉ, con bên hứng ở trong đây giảm Vậy độ thì con này, sao? để con bên hứng cho con này giảm độ ấy. Thì mới không nổ con này được, có thể hy sinh Con kia du búp đá thiệt. này nó không sống được. Nhưng mà con búp mình yếu quá. Được, 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 được. Nhìn được đấy. Cái con búp nhìn được. À không, không, búp này chết rồi, búp này chết rồi. Búp này có khi là tấn công cả mà. Để từ vị trí khác. Búp tập trung được đòn thứ hai kìa. Ồ. Ơ, à, con trưởng qua thì lại coi. Đây coi. Vã trưởng đang định đổi vị trí. Đang định đổi trận hình ấy. Để cho con búp nó sống ấy. Không phải con kia rồi đám mà kích đâu. Anh như đập kích đấy. Chặn đòn này. Chặn đòn. Ủa sao ít chứ nó đáp cao thế nhỉ? Cao thì tốt ra. Không biết tự nhiên đáp cao. Ôi, ai cái kim, ai cái kim, ai cái kim. Hơi giảm độ, nhưng con mềm đứng được. Tưởng tưởng ai lại xài skill của nó chứ. Anh ta tưởng ai cái kim qua này. May con bên trụ được đấy. À được, à trời ơi, bên trụ được, bên vừa đủ sống, may. Né tránh, may, Thôi để bán. né tránh, né tránh. Né tránh này, nãy vừa được quả né tránh. À đấy, ơi, có độ luôn, có độ luôn tuyệt vời. Mất độ cũng được vì hố có đen độ nó luôn đủ quá chết. tuyệt vời. Rồi cái này ok win rồi, nhất con đấy bao nhiêu win rồi. Cứ coi đi, cứ coi đi. Nó phát kích. Chứ mình đam to chẳng qua con kia nó đánh choáng. Nó không choáng cũng chẳng chết đâu. Nó bảo mình nó chưa chưa dám dùng vàng để mua set đồ ấy. Mình chưa rèn lên nhiều. Thế bạn kia nhúc nhích không ạ? Nhưng mà sao anh không tăng hạt chỉ vàng đi. Các bạn anh sợ không may mình đổi ý. Đây 119 thì mình vượt lên rồi. Mình có ý Nhưng là ý là sao? Bạn kia dừng ở mát yến tiệc này. Là vì con Boan nó mạnh hay là vì bạn mệt rồi bạn ngủ? Con Boan nó mạnh. Con Boan nó sẽ choáng lên tập cơ cơ. Nó sẽ bỏ đá lên tập cơ cơ. Đây, qua này. Con main lên để đốt cháy để dưới. Để đốt con boa. Kèn bắt trên để A giảm nộ. Không biết có chủ được cú nộ của nó không? Sợ nó nộ chết. À đây win luôn rồi, sợ đơn giản rồi. Ở qua Canada. À có gì đâu, nó cả một bầu trời sức mạnh. Có đá, nó không có đá hả ghê. Đã đủ nộ đâu, nó phải nộ rồi, turn 2 mới nộ. Nó chờ khi ra du trụ được cú không, nộ ý là em tưởng đánh thường, em tưởng đánh thường của nó có thể lại hóa đá rồi mà. Đây có boa thường, như ngày xưa có mà dưới bao nhiêu nộ mới là hóa cả. Lâu không nhớ nữa. Ô khỉ vàng con trộm quả đá hết. À như à mấy 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 tuyến đầu miễn dịch. À đâu, đấy là con Sura, còn con thường thì không nhớ, con thường như không có đâu. Thường con thường ít khi miễn Tại vì nãy em thấy rõ ràng là con qua nó skill con nó khỉ vàng ở lượt thứ hai, thế mà con khỉ vàng nó không bị quả đá. Chịu, nhà cái cũng chả nhớ đâu. Em nghĩ nó khỉ vàng có trộm quả đá đấy. Eo. Là ít nhất là có kháng hiệu ứng. Quan trọng là win thôi. Mỗi con này là win thôi.
Thế thì xử lý nốt những thứ còn lại cho vợ mình đi map tiếp nhé. Ấn nốt cho xong cái map rồi. Mình như nhớ mang máng có bu ghét rồi sao? Bạch đi. Kiểm tra phát hội đàm ấy, nhớ mang máng thì có. Anh đã chơi, anh đã chơi, đi qua đến chơi. Đây, bu ghét có rồi này. Giờ vào dự đoán thêm hội đàm nó luôn không? Đấy, nó đúng quá. Đợt 120. Ờ đồ kiến phát được mới hay. À, từ từ nè. Bây giờ mình đang 119, mình cố 120 là nhiệm vụ ngày cấp 120 luôn cho lợi nè. Thế cố thêm cái map nữa đi. Mình đang cấp 119 rồi. Chính ra... Đi thêm map nữa 120 đấy. Hôm qua anh mà làm cái nhiệm vụ hàng ngày phải là được thập tí vàng á. Là sao? Thì 12 giờ nó thì xếp rồi đúng không? 12 giờ vẫn là của ngày cũ mà, 4 giờ mới tính ra ngày mới. 12 giờ cái gì? Nên anh bảo đi cố này làm nhiệm vụ nâng cấp lên. 12 giờ chỉ tính cái nạp thẻ sang ngày mới thôi. Và 4 giờ tính hoạt động các thứ trong game mà. Ok. Thôi bây giờ đi cố lên cấp 120 là được này. Mình sẽ nâng cái nhiệm vụ hàng ngày lên là đẹp. Mình nâng cấp 119 xử rồi còn gì nữa. Em áp thì dài ơi là dài. Mình chỉ cần đánh cho đủ kinh nghiệm lên thôi. Mình không cần đi hết map. Nhưng mà anh có cần lấy lo không? Lấy lo thì em phải cày lại mấy phó bản cũ. Anh nên để xem ngày mai nếu giả sử em cảm giác đi được map cứ đi map tiếp. Còn nếu em cảm giác không đi được map ấy thì em quay về em hoàn tại thành vì... em hoàn thành ngược lên thì sẽ tiện hơn. Tại vì nếu mà tại vì nếu em thì chắc là em có thể xóa hết hoạt động là cách rất dễ dàng. Nhưng mà xóa hết xong rồi kiếm ra thêm hoạt động nó mới có thể. Đấy thì anh ấy bảo là nếu mà không kẹt map thì cứ đi map lên tiếp. Còn nếu mà kẹt map mình quay về mình hoàn thành ngược từ cái map cao xuống map thấp. Đó, thì vậy mình vừa hoàn thành vừa làm luôn. Ý là lực hoạt động. Cái chuyện kẹt map em thì khó lắm. Em thì không kẹt thì mình cứ biết đi map chỉ lên đi mà lên lên cao cấp quá thôi. mới kẹt hơn. Mình cứ đi lên thôi. Em chỉ cao quá kẹt hơn ta. Tại em thường em luyện nhân vật trước rồi em ấy đánh thôi. Mà thực ra vợ thì mình chỉ cần lên được cấp 125 là đéo bao giờ kẹt map ở đâu. Lúc đấy có tướng Sura rồi khó kẹt lắm. Lấy tất cả mục tiêu. Bây giờ qua nhiều khi nó tướng đang yếu thì nó khó. Thử lên được 125 câu chuyện nó khác hẳn rồi. Nhìn Sura Mẹ lên nó, 125 mà lên tiến hóa Sura mặc mạnh ý nhá. Mạnh mà yên tâm. Không yếu đâu. Không biết mạnh của anh là thế nào. Lúc đấy nghiện đấy. Đấy mạnh quá. Anime cái cả đấy. Trong nguyên bộ anime One Piece anh biết đấy, anh biết bộ đấy. Tưởng ghét cả Akainu. À quên hết lực à. Akainu hả? À? Akainu thì ghét thì ghét nhưng mà kiểu đấy chẳng qua thì có chịu cái thằng này anh thì mặt nói thì cứ bắt được phải không? Ơ? Ừ? Quay trở thế thôi, quả trường em đi trái luôn đi. Ấn xài hết làm gì, anh ấy vừa đủ lên cấp thôi. Xài hết làm gì, đang rạng sáng rồi. Khoảng cận. Không phải là để xài hết mình bị tràn lực nó phí ấy. Nó anh xài hết luôn đi, anh xài làm gì nữa. Để tự anh chơi rồi thì thôi, xài hết luôn đi, em xài làm gì. Thì lại dỗi đó. Đẩy nốt lên cấp 120 cho nó gọi trong ngày thời hôm gian nay. Thì thôi chẳng có chơi. Thì anh có chơi mấy chẳng chơi. Bậy đó, người ta chơi lúc lên rồi Sura chả thích. Chơi thì toàn phí với cả phải hết tập hoạt động cách vô phí. Thằng nào chả phải dùng. Người ta dùng đúng nữa. Người ta dùng đúng, người ta lên nhiều. Chứ lên tới đây, anh chỉ tính tới hiện tại chứ chưa tính tới xa luôn. Thế bây giờ tưởng tượng nha, kể cả bây giờ còn 1.000 hoạt động. Em đánh tiền map cao nhất, và bây giờ kể cả bị kẹt map đi nữa. Nếu mà kẹt map thì lại đánh map cũ thế thì cũng không lấy được con lo. Mà kể cả lấy được con lo thì em chẳng còn hoạt động nữa. Hoạt động không đủ. Quan trọng là mình lấy con tướng để mình đánh sau này PvP ấy. Lực hoạt động không có đủ. Chắc không có đủ con hoạt động. Rồi, đây là nhiệm vụ rồi. What do you say?
Hôm nào đầu tiên làm nhiệm vụ cái gì ra thành tựu. Thì one chan lên trên thôi. Đánh Ray đi không biết có gì tẩn không? Chắc là tình tẩn chết. Rút pha hết 3 máu. Ủa, nhìn thì biết không đánh được. Cho hay là không kịp thì hủy cái này đâu. Ba ngày cho thuê chưa được. Chưa có thuộc hạ dạy nô lệ nữa. Từ cái này xem cái này nó tính thế nào nhỉ? Này tính rồi ra khơi nốt cho đủ đấy. Thế là ra khơi đến tập 25 vàng đấy. Ưu tiên chọn thì ưu tiên chọn cái lần ra khơi nhé. Xong đến cái vàng, đến berry, đến chiến tích, đến danh vọng cuối cùng. Ra đầu game lấy danh vọng tí cũng được, mình cũng đang cần. Nói chung ưu tiên nhất vẫn là cái lần ra khơi. Nếu mà đua mắc quan tật thì phải dùng hết lần ra khơi nếu ăn một vàng. Còn mình thì vàng không nhiều lắm, dùng đến 25 vàng cũng được. Mức trung bình. Nấu ăn thì tùy khả năng thôi. Đây chắc là lên mấy phát.
Lúc đầu dễ lên cấp thì ấn từ từ thôi. Cho nên là tầm bao nhiêu? Nếu mà đuổi kịp người ta bây giờ thì hơi khó. Ví dụ là Suna, xem qua Suna một tí. Vì thường mấy bạn ấy, bạn ở mua tướng là người ta lên cao thôi. Đây người ta mua Rayleigh, những bạn này lên cao đa phần những bạn mua Rayleigh. Nếu mình đú theo người ta bây giờ cũng không hơi phí. Thì chắc chắc mình chơi tầm tầm này thôi. Nhưng mà nếu mà thích lên top 3 thì mình phải tiêu lượng vàng nhiều hơn nữa. Mình nghĩ là chắc là đua với top này, với mấy bạn này không ổn đâu. Vợ mình có thích lên không? Alo? Ừ. Ra tốt nhất là nên giữ vàng đi, đua lên top 1 thực người ta không không ổn đâu. Phải đua lên giờ phải ra cơ nấu ăn nhiều hơn đi. Thế chốt để tập này nhé. Vì nó đua lên nữa sợ tốn mà cũng chưa chắc đã được. Thì server mình cũng nhiều người nạp ấy. Bây giờ một cái cuối cùng trong ngày hôm nay mình hoàn thành này là cái chỗ đấu trường này. Đấu trường đợt này server mình ra đúng cái đợt nó diễn ra cái sự kiện rơi đấu trường ấy. Thì ra mình sẽ mua mắc lượt đấu trường. Bình thường sẽ không mua mắc đâu nhé, nhưng mà riêng cái đợt này thì mua. Để đợt này cái sự kiện trang chủ nó có cái sự kiện này. Mình mua mắc lên 80 lần nữa, kết hợp 20 lần có tổng 100 lần. Thì các suất rơi thêm team magma với lực hoạt động với linh tinh. Sao phải đánh cho nhanh, lúc đánh cái con ở dưới cùng. Cho đấy thường nó là người yếu hơn mình. Xử lý cho nó hết lực cho nhanh, đỡ bị trường hợp đánh thua. Nên thành tựu đánh thắng liên tiếp. Thêm được mấy cái thành tựu đấu trường.
Rồi, đánh xong rồi cái này rồi được thêm ít quà. Trai với cái này cùi cùi đất tạm cái này. Rồi hôm nay ngày đầu chắc tầm tầm này thôi. Tạm thời top 1 đẳng cấp. Tỷ thí thì chưa chưa đánh thì cũng chưa quan trọng lắm. Danh vọng hạng 11, cái này nếu mà nhận nước cái dương thì sẽ lên được. Treo tưởng hạng 3, phụ bảng hạng 1. Vậy là còn lại bao nhiêu lực nhỉ? 100, 600. Còn 1.559 được nữa. Hôm nay dừng ở đây nhé vợ nhé. Alo. Ừ. À, em mở thôi chui anh ơi. Em mở hai cái ác quỷ đi. À. Ra trái gì? Đầu tiên là một trái hơi dở. Đó là trái ba thủy. Ba thủy hay ba gì đó bỏ ba thủy. ấy. Ừ. Cái thứ hai. Tiếp theo là một trái khống chế. Em thấy trái khống chế này khá được. Là trái gì? Em không nhớ tên. Ôn dịch à? Ý một con. Đó là trái. Nó em không nhớ tên. Nó là giảm độ. Giảm 35 độ kìa này. Bỏ mẹ. Đừng nói là trái con nhện nhé. Không nhớ. Sao trái đấy tệ hả anh ta? Ừ. Tại biết nhược điểm sao, kiểu con đấy phải đánh thành một mục tiêu không? Ừ. Tại vì sao mình đánh toàn con tất cả mục tiêu mà. Đánh một mục tiêu bị hụt 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 số lượng địch đánh trúng ấy. Đa có thể to hơn một tí nhưng mà cái số lượng địch đánh trúng bị tụt xuống. Mà lúc này đầu game chưa đánh nhiều mục tiêu thì cứ dùng một tạm được. Còn về sau khi mình đánh nhiều mục tiêu ấy là mình sẽ rất là dở. Mình thôi dùng tạm thôi. Đánh lên cái con nào mình đang đánh ít mục tiêu đánh tạm cũng được. Đây rồi. Đây rồi. Đây đi. Thế đi. Làm mới một phát, em bấm làm mới một phát em cười. Thôi, hội đàm rồi mà. Yên tâm rồi nhé. Sao vứt ở chỗ nào? Vứt thay mẹ con đi thì giờ trời nộ còn đéo nhỉ. Địch cũng toàn nó giảm nộ. Em mới. Không biết con bơ kết làm cái gì nhé. Xem lại con bu ghét thường đánh được cái gì đã. Quên mẹ nó đánh thường gì. Đấy các bạn bu ghét vì sao lấy bu ghét? Tại vì con bu ghét là con duy nhất trong tính năng Sura ấy mà nó không cần Haki cao cấp. Còn mình về sau mình đang thiếu Haki lúc đầu game ấy thì mình chơi tạm nó. Rồi về sau cũng chả dùng đâu. Mà lúc đầu game mình dùng được. Đây là đến hiện ra Ivan à, lo hiện chưa? Lo rồi. 1 triệu 2 mình đơn nhiên 1 triệu. Rồi thì có lo không khó lắm, sợ anh sợ thiếu Haki vẫn ưu tiên con kia dù chứ. 3 4 map thôi là đủ, nhưng em biết thì được lên về đó. Rồi chị chuyển sinh main thôi. Kia du mình mở ô này nốt đi này. Đủ tin chưa nhỉ? Tin vào đây, 600 tin. Trang 1. Cái này chắc chắn chơi dùng thôi. Đây đúng không? À thôi miên à. Tấn công thường có 15% xác suất đánh một mục tiêu, gây 150 sát thương, giảm 35. Cái này bây giờ thực ra áp dụng đánh boss cũng được, tại hiện tại mình chưa con nào giảm độ mấy đúng không? Còn về sau chơi chắc không dùng rồi, hơi vứt tạm cái trái này và lấy tí cái hồi máu đã. Mình xem một cái anh gì. Anh có thể cho con A. Các bạn phải mở ô tốn tim, mở A thì không phải con mình chơi chính sau này ấy.
Tại vì đang định để dành team cho con lo ấy. Anh đang định để dành team cho con lo. Họ vứt Sander Ken rồi. Anh chuyển sinh nhưng mà tránh đi. Nãy anh vừa chuyển sinh đấy. Còn nữa à? Đấy, hết rồi thế, anh vừa chuyển sinh rồi. Ủa? Cái gì vật phẩm không đủ nữa, sao không đủ ta? Nãy anh vừa ấn mà.